Trái tim Minh Sư hướng về đồng bào vùng lũ Sepol. Phóng sự chuyến cứu trợ lũ lụt huyện Sepol, tỉnh Savannakhet, Lào. Từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2020. Nối tiếp các chương trình từ thiện của hội từ thiện Masteruma tại Lào trước đó, như cho quà bánh trung thu cho các em nhỏ tại các bản nghèo và chuyến viếng thăm đoàn thương binh 790 tại Viên Chăn. Ngày 12 tháng 11 năm 2020, hội từ thiện Masteruma bắt đầu chặng đường dài hơn 12 giờ đồng hồ, mang tình yêu thương của Minh Sư Ruma đến cho bà con vùng lũ lụt huyện Sepol, tỉnh Savannakhet. Huyện Sepol thuộc tỉnh Savannakhet, miền trung Vương quốc Lào, cách trung tâm thủ đô Viên Chăn 700 km, tiếp giáp với tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, Việt Nam. Do đó, không tránh khỏi ảnh hưởng lũ lụt nặng nề như hai tỉnh miền trung nước bạn. Sepol là một trong 8 huyện chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt diễn ra giữa tháng 10 vừa qua. Toàn huyện có 47 bản với 2.700 gia đình, nhưng đã có 45 bản bị ngập nước, hơn 2.000 gia đình ở 29 bản phải sơ tán khẩn cấp để tránh lũ. Trong đó, bản Van Khot có 26 ngôi nhà bị cuốn trôi. Lũ lụt đã làm hư hỏng gần 2.000 hecta lúa, hơn 170 ao cá của dân, hàng ngàn con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Đường xá, cầu cống, hệ thống điện, trường học và cơ sở y tế trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại ước tính hơn 317 tỷ kiếp. Chính vì thế, đó là lý do đoàn từ thiện Masteruma chúng tôi quyết định chọn Sepol là điểm đến để chia sẻ tình thương từ Minh Sư Ruma. Khi hội chúng tôi nhận được thông điệp tình thương từ Minh Sư về việc đi cứu trợ bà con vùng lũ lụt Sepol, cả hội chúng tôi bao gồm những huynh đệ trong tăng đoàn của Minh Sư Ruma đang tu học tại thiền đường Lào, cũng như các quý thiền sinh ở đất nước Lào, đều vui mừng cảm tạ ân sư bàn cho ân điển lớn lao, vì đây không những là cơ hội để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong mùa lũ, mà còn là cơ hội để tất cả mọi người phát huy sự đoàn kết và trái tim yêu thương của mỗi người thông qua những mảnh đời bất hạnh. Theo sự chỉ dẫn của Minh Sư Ruma, trước ngày xuất phát, tất cả mọi người, già trẻ, lớn bé trong thiền đường quy tụ về bếp đại chúng để cùng nhau gói những chiếc bánh ú thuần chay gửi đến bà con vùng lũ. Sau cả đêm miệt mài gói bánh, số bánh hoàn thiện lên đến 2.000 cái. Tất cả mọi người đều vui sướng thầm nghĩ, rồi đây sẽ nhanh thôi, 2.000 cái bánh ú thuần chay thơm ngon, chứa chan tình yêu thương và sức lực gia trì của vị Minh Sư tại thế, qua bàn tay của những người xuất gia của Ngài làm, sẽ đến tay bà con vùng lũ đang chật vật với thiệt hại từ hậu bão. Công tác chuẩn bị đồ đạc, thực phẩm và những nhu yếu phẩm cần thiết để mang theo cứu trợ đã chuẩn bị xong. Đúng 22 giờ ngày 12 tháng 11 năm 2020, đoàn xuất phát. Đúng 10 giờ trưa ngày 13 tháng 11, đoàn đã đến nơi. Lúc đầu, đoàn chúng tôi dự định sẽ đi vào sâu bên trong các bản thăm mọi người và trao quà tận nơi, ở những nơi bị bão lũ. Nhưng sau lũ, một số nơi nước còn ngập và một số nơi nước đã rút,
nhưng lớp bùn vẫn còn đọng lại lên đến cả mét. Hiện 36 hộ gia đình không còn nhà, phải sống nhờ vả tại trường học. Chính vì thế, chúng tôi xin tập kết quà tại Ủy ban Nhân dân huyện Sepol, và đây cũng chính là nơi bà con sẽ đến nhận quà của Minh Sư Ruma. Rất nhanh chóng, cả đoàn vận chuyển đồ xuống đúng nơi quy định để cùng nhau đóng gói, phân chia các phần quà sao cho hợp lý nhất. Vì số lượng cũng khá nhiều, nên các bà con chung quanh đây đã tự nguyện đến giúp chúng tôi hoàn thiện các công việc một cách nhanh chóng. Hai cô giáo tiểu học cùng các học trò của mình cũng góp sức với đoàn chúng tôi bằng cách dọn dẹp đường xá, khuôn viên nơi diễn ra buổi trao quà. Tình cảm nồng hậu của người dân Sepol dành cho đoàn khiến chúng tôi vô cùng xúc động về sự lạc quan, yêu đời của những người biết vươn lên trong cuộc sống bằng những nụ cười dù cho hoàn cảnh có khó khăn, khắc nghiệt đến thế nào. Sáng sớm ngày 14 tháng 11 năm 2020, 180 phần quà bao gồm nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, mì chay, bánh ú và một số ngân khoản đi kèm được trao tận tay cho 180 hộ gia đình khó khăn nhất của các bản trong huyện. Nhìn những đôi mắt rưng rưng, ngấn lệ của những cụ già, gương mặt khắc khổ của những người mẹ, người chị vì sự tần tảo mưa nắng, gương mặt lo âu sầu khổ của những người cha với gánh nặng cơm áo gạo tiền đè trên vai, nay lại còn thêm bão lũ, tất cả họ đều là những người nông dân nghèo, chân lắm tay bùn, quanh năm sống bằng nghề nông, làm sao tránh khỏi thiệt hại khi cơn lũ ào đến, lòng chúng tôi không khỏi xót xa. Chúng tôi đã mất hết tất cả, nhà không còn, gạo không còn, nước uống cũng không có. Chúng tôi đã mất hết tất cả. Đó là tiếng lòng của tất cả họ mà chúng tôi nghe được, và cũng được chính Minh Sư Ruma nghe thấy. Nên hôm nay chúng tôi mới được đến nơi đây, mang tình yêu thương của Ngài đến cho mọi người. Những người dân nơi đây tuy chưa một lần được diện kiến Minh Sư Ruma bằng mắt thịt tai phạm, nhưng khi những người học trò chúng tôi nói rằng Minh Sư Ruma là một vị thầy dạy ăn chay, thiền định với pháp tu một đời giải thoát, thì tất cả người dân đều tỏ ra rất kính trọng, luôn chắp tay trong khi chúng tôi giới thiệu về Ngài. Họ chăm chú cầm xem tờ rơi về Minh Sư Ruma trên tay mình, rối rít cảm ơn khi nhận được những món quà tình thương vô lượng từ Minh Sư Ruma, và mong ước một ngày không xa tất cả bà con đều được một lần trong đời diễn kiến vị Minh Sư tại thế. Cuối chương trình, Phó Chủ tịch huyện Sepol thay mặt tất cả người dân gửi lời cảm ơn, tri ân sâu sắc đến Minh Sư Ruma, một bậc thầy tâm linh có tấm lòng từ bi cao cả, đã chia sẻ tình thương của Ngài đến bà con vùng lũ huyện Sepol. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng một gói khi no của Minh Sư Ruma, chúng tôi, những người đại diện Ngài, đã đúng giờ, đúng lúc mang đến những món quà tình thương tuy bé nhỏ về vật chất, nhưng chứa chan tình yêu thương và công đức đời đời kiếp kiếp của một vị Minh Sư tại thế đến bà con các bản nghèo huyện Sepol sau những thiệt hại nặng nề mà cơn lũ tháng 10 gây ra. Kết thúc buổi trao quà, đoàn chúng tôi nhanh chóng thu dọn mọi thứ sạch sẽ, trả lại không gian yên tĩnh vốn có trước đây của nó. Chúng tôi ra về trong sự biết ơn và lưu luyến của tất cả bà con nơi đây. Thậm chí, họ còn không muốn để đoàn chúng tôi rời đi và luôn miệng cầu mong
sớm được gặp Minh Sư Ruma, gặp lại đoàn chúng tôi. Tạm biệt Sepol, vùng đất anh hùng, hứng chịu nhiều bom đạn trong những năm tháng chiến tranh, mà vẫn kiên cường đứng lên. Nay đã là một Sepol hiếu khách, mảnh đất văn hóa, hiền hòa và giàu lòng mộ đạo đối với Minh Sư Ruma. Tạm biệt dòng sông Sepol nước đục phù sa, nơi mang đến sự trù phú màu mỡ cho con người nơi đây, nhưng cũng trở nên hung hãn và bạo tàn khi mỗi mùa lũ đến. Cầu chúc cho những người dân sinh sống nơi đây nói riêng, cũng như những bản làng nghèo khó khác của đất nước Lào nói chung, không phải chịu cảnh thiên tai khổ ải như những gì tổ tiên quý vị đã gánh chịu trong suốt hàng trăm năm qua. Vì sinh ra trên mảnh đất với sự khắc nghiệt của thiên tai mà mẹ thiên nhiên vô tình mang đến. Cầu chúc một ngày không xa, tất cả chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhưng trong một hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Quý vị sẽ được diện kiến Minh Sư Ruma, bước vào con đường tu hành thánh thiện, có được pháp tu một đời giải thoát. Sau cùng, chúng con xin thành tâm cảm tạ Minh Sư Ruma đã ban cho chúng con ân điển lớn lao này, để chúng con được đại diện Ngài mang những món quà tình thương cao thượng từ Thượng Đế, từ Minh Sư Ruma, đến những mảnh đời bất hạnh, khổ đau. Cảm ơn Ngài đã cho chúng con biết rằng sự khổ ải mà mỗi ngày chúng con kêu cầu với Ngài cũng không bằng một gốc nhỏ trước sự khổ ải mà nhân sinh đang gánh chịu. Cảm ơn Ngài đã cho chúng con biết thế nào là tình yêu thương thật sự, thông qua việc mà Ngài cho chúng con làm, để chúng con biết trái tim mình có tình yêu thương được bao nhiêu, và để chúng con nhìn lại thấy rằng bản thân mình thật bé mọn, chẳng là gì so với tình yêu thương bao la vô bờ bến của một bậc đại giác ngộ, Minh Sư Ruma.